Chào chú. Xin chào các bạn, tôi đang đứng ở trước cái hãng xe điện, xe máy điện nha. This is a motorbike with electric, you see. Made in Vietnam, but the motor is from China. Tức là xe này là của Việt Nam làm, nhưng mà mua là cái máy á, là của Trung Quốc. Còn ngoài ra là đồ của Việt Nam hết và sản xuất tại from Hanoi. Ok. Đấy. Cháu giới thiệu mình tên gì? Cháu là Đặng Văn Đức ạ. Gì Đức? Đặng Văn Đức ạ. Cháu Đặng là nhân viên kỹ thuật của bên công ty Select Moto ạ. Is employee. Oh, see. Ok. Cái xe này bao nhiêu tiền cháu? Hiện tại đang có hai mẫu, là mẫu S3 là mẫu đang cho pre-order, là mẫu đang vừa mới ra mắt xong. Thì giá rơi dao động khoảng từ 23 đến 24 triệu. Chưa bao gồm 23 min. To 24 million đồng. Mẫu S2 thì mẫu ra đời từ 2021 thì đang là từ 22 đến 23 triệu. And this chưa one bao gồm, chưa bao gồm min. 22 to 23 million đồng only. Rồi cái gì đó, cái pin sao cháu? Cái này xe, hai mẫu xe thì đều sử dụng 3 pin ạ. 3 pin rời. 3 battery. Pin có thể tháo rời và đây, pin có thể tháo rời đấy. You may see here. Bin, the battery. Pin tháo rời. You can take them out like this. Mỗi một khối như này thì có dung lượng là 20 Ah. Chạy được bao lâu? Một khối này thì chạy được khoảng 40 km/h. It's about 40 km by each. So 3 batteries means you can use for more than 100 kilometers in the city. Tức là chạy trong thành phố là được xem 100 cây số. Đấy là chạy thực tế ngoài đường đó ạ, không phải là chạy theo các hãng công bố, là theo hãng công bố là 150 cây với 3 khối pin. Còn thực tế là khoảng 120 cây. Normally is 120 kilometers you can use the 3 battery. Tức là ba cái ạ. Ok. Rồi giờ cháu giới thiệu cái hệ thống đổ pin đi. Now you can see how they can change the battery like this. And they claim that they have 40 stations like this in Ho Chi Minh City alone. Tức là họ nói là ở thành phố Hồ Chí Minh có 40 trạm sạc như thế này. Còn ở Hà Nội bao nhiêu cháu? Hà Nội hiện tại thì đang có khoảng tầm 15 trạm. But in Hanoi less 15 only station. Okay, you have to use cái này application. Là cái này là cả một hệ sinh thái ạ. Là hệ sinh thái là bao gồm app, pin, xe và trạm. Application, hệ thống IoT, the bike and the battery. You see? Đây, con giới thiệu một chút về app bên con. The application. Xe có định vị, có thể định vị xe ở đâu ạ? You can know where is the bike. Like hệ thống kiểm soát pin. And you can also check the battery. Và hệ thống trạm pin ạ. And you see also these are the stations in Ho Chi Minh City. 40 stations. Okay, rồi, giờ cháu mở tài khoản. Now he will help open like this. You need your application. Okay, you see. Mở cái đây này. Đó. Like this and it's open. Okay. And you put your battery inside and you have another one ready. Rồi lấy ra làm sao chứ? Nó đổ à? Nó để mua lại thì cái quá trình thôi ạ. You have to wait. Đây là không khớp với thuê bao. Đây là okay. Trường hợp là thuê bao này là chưa mua. It's not yet inside, so it will be taken out. It's rồi. Not. You have to go with the để battery cái... with your bike. Okay, không sao cháu. Để con để mua một cái. Bao nhiêu tiền? Đã. Tháng bao nhiêu tiền? Một tháng. Tùy theo cái lượng pin mình có hai hình thức là thuê bao sạc tự sạc tại nhà và hình thức là thuê bao đổi pin. Đổi pin thì bao gồm, nếu mà sạc tự nhà thì bao gồm 10.500 đồng một cục.
If you want to charge at your home, it's like 10,050 dong each. Okay, còn ở đây? Còn đổi ở cái gói thuê bao mà là di chuyển nhiều và từ 3.000 km, từ 1.000 đến 3.000 km một tháng. Thì sẽ có những gói từ 1 triệu đến 3 triệu. Okay, you can have if đổi you, không giới hạn số lượt. You move 1,000 to 3,000 km per month, you can have it. And it will cost you 1 million đồng, 1 triệu đồng tới bao nhiêu? 1 đến 3 triệu đồng. To 3 đổi không giới hạn số lượt. Đồng, and you can change whatever you want. Ok, thôi vậy. Cảm ơn cháu nha. Dạ vâng. Thank you. Ok, very nice. And he claims that he sell his soul not here, but in the city more than 1,000 bikes. Tức là bán được trên 1,000 xe rồi ở thành phố Hồ Chí Minh. Bên con đang hợp tác với rất nhiều hãng lớn, ví dụ như là Lazada. They are selling Abacuchen. Many with many collaborator partners. Okay, cảm ơn cháu nha. Cảm ơn. Vậy thôi. Bên con thì còn có những cái giải pháp dành cho xe điện, ví dụ như là thùng lạnh ạ. They have also cái many thùng này things. Là thùng giữ lạnh. Okay, cảm ơn cháu đi.